Thái Lan làm điều xấu hổ khi đội tuyển Việt Nam vừa đến Thái, bố trí sân tập xấu, cổ động viên quấy nhiễu. Đội tuyển Thái Lan lên đường về nước trong sáng ngày hôm nay trên chuyến bay sớm hơn và đã có mặt tại Bangkok. Đi cùng với thầy trò Alexander Polkin trên chuyến bay thương mại là Madam Bang. Trong khi đó, tối trưa nay ngày 14 tháng 1, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo rời Hà Nội sang Bangkok để đá chung kết lượt về AFF Cup 2022 với đối thủ. Đội tuyển Việt Nam đã di chuyển chuyến bay thương mại khởi hành vào lúc 12:40 từ sân bay Nội Bài, dự kiến có mặt tại Bangkok vào gần 15 giờ chiều cùng ngày. Đội tuyển Việt Nam rời khách sạn vào khoảng 10:45 và không có nhiều hâm mộ, các phóng viên tới tiễn thầy trò. Do với thi đấu trận chung kết tối ngày 13 tháng 1, đội tuyển Việt Nam mất khá nhiều sức lực. Các cầu thủ tỏ ra khá mệt mỏi sau một chuyến di chuyển dài. Tuy nhiên, sau khi ổn định chỗ ăn chỗ ở, đội tuyển Việt Nam đã ngay lập tức tới sân tập. Tuy nhiên, vừa tới sân, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đã ngao ngán khi biết cả đội đã bị Thái Lan dùng chiêu bẩn. Cụ thể, Thái Lan bố trí cho đội tuyển Việt Nam sân tập Muang Thong United. Nghe tới sân này thì chắc chắn các bạn cũng đã hiểu điều kiện thi đấu như thế nào. Sân lồi lõm, ướt, có nước và cỏ thì cũng đã rất lâu rồi không được chăm sóc. Các cầu thủ Việt Nam phải lựa mãi mới có một khoảng nhỏ để có thể tập luyện. Không chỉ có vậy, đây là sân tập cho đội tuyển trẻ Muang Thong United tập luyện. Do vậy, cũng chẳng có rào chắn hay là tường bao quanh. Mọi thứ cứ đều như là cửa mở. Chính vì vậy, trong lúc thầy Park và các học trò luyện tập chiến thuật thì rất nhiều người hâm mộ Thái Lan đã tới quấy nhiễu. Trợ lý Lee Jong-jin sau đó cũng đã tới góp ý tới bảo vệ của sân. Tuy nhiên là mọi chuyện vẫn đã tiếp diễn khiến cho đội tuyển Việt Nam phải nghỉ sớm. Không biết là cố tình hay vô ý mà đội chủ nhà Thái Lan lại bố trí cho Việt Nam tập ở sân này. Nhưng rõ ràng Thái Lan đã khiến đội tuyển Việt Nam gặp thêm nhiều khó khăn trong công tác chuẩn bị. Tờ Sam Sport đã chạy dòng tít, huấn luyện viên Park Hang-seo bị Polkin bỏ lại. Bên dưới tờ báo này viết, ba trong lần chậm trán với Polkin ở cấp độ đội tuyển quốc gia, huấn luyện viên Park Hang-seo đã thua 2 và hòa 1. Ông Park có một lần thắng huấn luyện viên Polkin ở cấp độ U23, đó là trận chung kết SEA Games 31. Nhưng ở trận đấu tranh huy chương vàng thì ông Park lại có lợi thế hơn ông Polkin về nhiều mặt, bao gồm cả cầu thủ trên 23 tuổi chất lượng. Ở Đông Nam Á, huấn luyện viên Polkin là người duy nhất đánh bại huấn luyện viên Park Hang-seo và bất bại ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Điều đó cho thấy huấn luyện viên Polkin là nhà cầm quân giỏi. Hiện tại, huấn luyện viên Polkin có thành tích ngang nhau với vị huấn luyện viên Park. Ông Park là người huấn luyện viên ngoại thứ hai đưa Việt Nam lên đỉnh Đông Nam Á. Trước đó là vị huấn luyện viên Callisto. Ông Polkin là người lần đầu tiên đưa Thái Lan lên đỉnh của vinh quang. Sau 90 phút so tài ở trên sân cỏ Mỹ Đình, huấn luyện viên Park Hang-seo và Polkin hòa nhau. Cả hai sẽ có trận lượt về tại Thái Lan để phân tài đẳng cấp. Nhưng Thái Lan có lợi thế nhờ tỷ số hòa 2-2 ở lượt đi. Việt Nam cần thắng và hòa 3-3 để vô địch. Ngay trên sân Mỹ Đình, Polkin còn làm cho ông Park khốn đốn. Vậy thì tại sân nhà, đội tuyển Thái Lan một lần nữa sẽ nâng cao chiếc cúp. Tờ báo Thái đã viết rất nhiều lời lẽ chế nhạo nhằm gây khó khăn cho ông thầy người Hàn Quốc. Tuy nhiên, báo chí Thái Lan lại không nhớ rằng ông Park là ai và đã làm được những gì. Có thể nói, trận Việt Nam hòa Thái Lan 2-2 đã khiến cho huấn luyện viên Park Hang-seo mất kỷ lục toàn thắng trước AFF Cup trên sân Mỹ Đình. Trước trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022, South Star đã thống kê đội tuyển Việt Nam dưới thời ông Park đã đá 7 trận ở sân chơi AFF Cup đều thắng trên sân Mỹ Đình, ghi 16 bàn, chỉ thủng lưới một lần. Năm 2018, huấn luyện viên Park Hang-seo lần đầu tiên dẫn dắt đội tuyển Việt Nam thi đấu ở AFF Cup. Đội tuyển Việt Nam đã thắng 2 trận ở vòng bảng nên ở trận sân nhà lần lượt trước Malaysia, Campuchia, bán kết về Philippines, chung kết thắng Malaysia. Thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đã toàn thắng 4 trận trên sân Mỹ Đình và giành chức vô địch AFF Cup lần thứ 2 trong lịch sử. Ở giải đấu này, đội tuyển Việt Nam đã đá 3 trận trên sân Mỹ Đình và thắng lần lượt Malaysia, Myanmar, Indo. Trận hòa Thái Lan 2-2 là lần đầu tiên Việt Nam không thắng dưới thời ông Park. Đặc biệt, ông Park chưa biết thua đội tuyển nào của Đông Nam Á trên sân Mỹ Đình. Đó là một thành tích vô cùng ấn tượng. Ở trận đấu với Thái Lan tại lượt về sắp tới, ông Park cũng cho biết người hâm mộ không nên bi quan làm gì dù hôm nay đội tuyển chơi chưa tốt. Tuy nhiên, chiến thắng thì vẫn nằm ở trong tay của chúng ta. Cụ thể, ông Park nói, tỷ số 2-2 đương nhiên là bất lợi với đội tuyển Việt Nam rồi. Vì luật bàn thắng sân khách nên Thái Lan đang có lợi thế nhất định. Nhưng điều đó không có nghĩa chúng tôi từ bỏ. Chúng ta sẽ thắng trên sân của Thái Lan. Tôi nhắc lại, chúng tôi sẽ không từ bỏ. Khi được hỏi dự đoán về phần trăm cơ hội vô địch của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup, ông nhấn mạnh, tôi không phải là thầy giáo toán học hay thiên tài toán học. Tôi không thể tính toán phần trăm được đâu. Tôi chỉ nói mình sẽ nỗ lực hết sức. Chúng ta thắng 1-0 cũng vô địch được mà. Tại sao các anh lại nghĩ bi quan như thế? Tất cả đội bóng thì đều
đều có điểm mạnh, điểm yếu và không ai hoàn hảo cả. Tôi là đội trưởng và tôi tin các cầu thủ của chúng tôi sẽ làm được điều tốt nhất. Nghe những lời phát biểu của ông thầy người Hàn Quốc thì chúng ta cũng đã thấy phần nào an tâm. Với mục tiêu ghi bàn cho trận đấu sắp tới, đội tuyển Việt Nam chắc chắn sẽ phải tấn công dồn dập. Dù vậy, trước khi nghĩ tới bàn thắng vào lưới của người Thái, thầy Park có lẽ cũng cần phải toan tính kỹ để khắc phục cho những sai lầm của trận đấu. Cách mà Việt Nam để thua hai bàn chỉ trong 15 phút thật ra là đã được cảnh báo từ trước. Đầu tiên là cú sút như kẻ chỉ bật sang ngang của Bumathan vào cuối hiệp 1. Đó là tình huống mà hàng phòng ngự của chúng ta đã tạo ra quá nhiều không gian ngay trước vòng 16m50, tạo cơ hội cho đối thủ tung ra một cú sút. Thái Lan tiếp tục khoét vào khoảng trống giữa các trung vệ và hậu vệ biên. Họ đã thành công từ hai đường kiến tạo sắc sảo của Bumathan. Thực tế, cũng đã có ít nhất hai tình huống nguy hiểm khác được Thái Lan tạo ra, chỉ có điều không thắng được Văn Lâm. Điểm yếu này của Việt Nam vốn đã có từ trận bán kết với Indo, đó cũng là trận đấu mà đội Duy Mạnh đá từ đầu. Sự khác biệt lớn nhất nằm ở chỗ Indo không có những cầu thủ chất lượng trên hàng công. Họ xuyên phá được hệ thống phòng ngự của Việt Nam nhưng lại không biết làm gì sau đó. Thái Lan thì ngược lại, cách mà Jorgin và Poramet đã đưa bóng vào lưới Văn Lâm đều không cho thủ thành này có một chút cơ hội nào. Lỗ thủng trên tấm biên khiến cho hàng phòng ngự của Việt Nam thực ra là vẫn luôn thường trực từ 2 năm qua. Mỗi khi chúng ta buộc phải dâng cao đội hình để tấn công, trận thua Thái Lan ở bán kết AFF Cup 2020 cũng thế. Mấu chốt nằm ở chỗ suốt 2 năm qua, huấn luyện viên Park Hang-seo không có tiền vệ phòng ngự nào đủ tốt để đánh chặn tuyến 2, thu hẹp không gian khoảng trống trước ba trung vệ. Bất kỳ đội bóng nào chơi áp đặt thế trận thì vẫn luôn cần phải có một tay đánh chặn xuất sắc. Chúng ta từng có Nguyễn Minh Châu tại AFF Cup 2008, có Nguyễn Huy Hùng ở AFF Cup 2018. Rất tiếc, mẫu tiền vệ thu hồi bóng như vậy thì hiện không có nhiều tại V-League. Lỗ thủng đó chắc chắn vẫn sẽ tồn tại trong trận lượt về. Thế nên, bàn chuyện của chúng ta thắng 1-0 thì sẽ không quan trọng nữa để làm sao đừng để thủng lưới. Thêm một bàn thua thật sự sẽ phức tạp nhân lên nữa. Ngược lại, duy trì tỷ số 0-0 càng lâu, nỗi sợ thất bại sẽ chuyển sang phần sân của Thái Lan. Cái cách mà chúng ta gỡ hòa 2-2 bằng cú sút bất ngờ của Vũ Văn Thanh là một đòn cảnh báo, cho thấy đội bóng của huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ không dễ bỏ cuộc và có thể ghi bàn bất kỳ thời điểm nào. Điều đó buộc Thái Lan không thể chơi cầu hòa mà tìm mọi cách để có bàn thắng sớm. Đành rằng họ đang có lợi thế ghi hai bàn trên sân đối phương, nhưng nếu không có bàn thắng trên sân nhà thì sẽ vô cùng nguy hiểm. Trang ESPN đã bình luận, dù có những vấn đề trong khâu phòng ngự, nhưng Việt Nam cho thấy họ không có giới hạn nào trên mặt tấn công. Thái Lan đang có lợi thế, nhưng trận lượt đi cũng chỉ là hiệp 1 của trận đấu chung kết mà thôi. Vẫn còn 90 phút nữa, thậm chí là có thể kéo đến hiệp phụ, đội nào cũng xứng đáng đăng quang. Hơn thua nhau vẫn là khả năng cân bằng giữa công và thủ.